Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, sáng ngày 9 tháng 11, thôn Hợp Bình, xã Hương Minh đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khai trương ngôi nhà trí tuệ. Đây là đơn vị được huyện Vũ Quang chọn tổ chức làm điểm cấp tỉnh. Về dự và chung vui với nhân dân thôn Hợp Bình có đồng chí Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành viên tổ công tác của Ban thường vụ tỉnh ủy phụ trách huyện Vũ Quang, ở huyện có các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo xã Hương Minh trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và nhân dân thôn Hợp Bình đã cùng nhau ôn lại truyền thống 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thôn Hợp Bình, xã Hưng Minh có 120 hộ, 384 nhân khẩu. Trong thời gian qua, thôn Hợp Bình đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là phong trào phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong thôn đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phát triển đa dạng các loại hình kinh tế. Toàn thôn hiện có 45 mô hình kinh tế hàng năm cho thu nhập từ 50 đến 500 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt trên 55 triệu đồng trên người trên năm. 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Xây được 50 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 15 vườn mẫu, một cụm tuyến sáng xanh sạch đẹp, an toàn văn minh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững các giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục được bảo tồn và phát huy. Đây là thôn đi đầu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục được bảo tồn và phát huy. Năm 2023, thôn đã huy động nhân dân đóng góp để xây dựng ngôi nhà trí tuệ với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, trong đó cấp trên hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngôi nhà trí tuệ được bố trí tủ sách, trang bị máy tính, màn hình TV, kết nối mạng Internet, bàn ghế học sinh, góc đọc sách, góc đồ chơi, các dụng cụ thể dục thể thao khác. Thôn cũng đã thành lập được nhiều câu lạc bộ phù hợp với các lứa tuổi, sở thích của người dân như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ dân ca ví dặm, dân vũ, bóng truyền, bóng bàn, cờ tướng, vân vân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Vũ Quang đã tặng hoa chúc mừng và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho thôn Hợp Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày hội đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Vũ Quang đã trao tặng 5 rốt quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn. Xã Hưng Minh đã trao giấy chứng nhận cho các gia đình đặt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. Thôn Hợp Bình cũng đã ra mắt ngôi nhà trí tuệ và phát động phong trào thi đua 2024 đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo